Vâng, Thành Mẫn của Tô Phú Cường xin kính chào toàn thể quý bác tài. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác tài về cái con xe tải Zax H360. Thì dòng xe này là dòng xe tập lái. Bác tài mình khi mà muốn lái xe tải trên 3 tấn rưỡi thì chúng ta phải tập lái qua những dòng xe khoảng tầm 3 tấn 6 trở lên để chúng ta lấy bằng C, để chúng ta có thể chạy được cái xe lớn. Thì ở bên ô tô Phú Cường, bên em đang có bán một cái dòng xe tập lái, đó là dòng H360, là dòng nâng tải của dòng H350. Thì xe chúng ta có tải trọng là 3 tấn 6 và cái tổng tải của xe là 6 tấn 6 tấn 2. Thì cái con này là cái con nâng tải của dòng L240 bên đây. L240 thì chúng ta có tải trọng là 2 tấn 4. Thì con này có tải trọng là 3 tấn 6. Thì cái thùng con này nó dài là 3 mét 4. Đây, bác tài mình xem cái thùng hàng. Cái thùng hàng này thì nó dài 3 mét 4, rộng là 1 mét 8 và chiều cao là 1 mét 75. Thì cái chỗ này chúng ta làm là có thêm một cái biến bạc để che nắng nè bác tài, che nắng che mưa. Và chúng ta thiết kế hai cái cửa sổ để chúng ta lấy gió hoặc là đóng lại khi mà trời mưa. Đấy, thiết kế rất là dễ dàng sử dụng. Thì cái thùng này được đóng theo thùng tiêu chuẩn nên là các cái chi tiết cản sàn khung vững này kia chúng ta làm bằng sắt. Sàn chúng ta là sắt tiêu chuẩn 2.5 ly. Đấy, và phía sau là sẽ có cái dàn ghế. Dàn ghế này thì chúng ta có thể chở học viên. Hàng ghế dài luôn, chúng ta có lót nệm này kia đầy đủ. Đây, cái tài mình quan sát nha. Ghế chúng ta là ghế nệm đầy đủ và cái bẩn này nè thì nó có được thiết kế được hai cái bậc để chúng ta bước lên nha bác tài. Hai cái bậc này ok. Thì đây em khoảng tầm 1 mét 70 70, thì cái thùng này khoảng là 1 mét 75 nha bác tài, còn khoảng là một cái lóng tay, một đốt cỡ như đây. Thì cái dàn ghế của nó nè, ghế rất là mềm, cái nệm thì cái khung thùng là sắt hộp 40 40 nhân 20 đây, dày 1.2 ly. Thì còn các cái trần vách nó đóng bằng tôn. Chỗ này thì chúng ta có một cái gương để chúng ta có thể nhìn học viên ở trong, có thể nhìn ra bên ngoài để học hỏi kinh nghiệm ha. Đấy. Thì cái dòng xe H360 này là một trong những dòng xe tải tập lái mà giá rẻ nhất thị trường hiện tại luôn. Thì nó thiết kế rất là gọn và dành cho những cái trường lái mà hiện tại là đang cần cái số lượng xe hơn là những cái xe chất lượng như là Isuzu 5 tấn mấy ha. 5 tấn thì nó tầm khoảng là 7 đến 800 triệu. Còn chiếc xe này hiện tại là đang có giá là 374 triệu cho xe và thùng. Đó. Giá rất là rẻ là nhất trên thị trường. Và nãy giờ em đã giới thiệu sơ lược về cái thùng xe thì em sẽ giới thiệu sơ lược về cái phần ngoại thất của xe luôn. Ngoại thất thì đầu cabin chúng ta là thiết kế đầu cabin tròn với ba chỗ ngồi ở phía trước đây, và hệ thống đèn thì chúng ta sử dụng là đèn halogen và đèn bi cầu. Đây, bi cầu và halogen. Thì hiện tại là em sẽ nói sơ về cái động cơ của nó luôn. Động cơ của xe hiện tại là đang xài động cơ van chai với cái thể tích là 2.3 lít. Động cơ này phải nói là rất là tiết kiệm nhiên liệu nha bác tài. Nếu mà cái con xe tải thường mà chở có tải đầy đủ luôn cho bác tài á, là 2 tấn 4 bên đây thì nó chạy 100 cây tầm khoảng là 9 lít. Còn đối với con H360 bên đây thì nếu mà chở người không thì nó chạy khoảng tầm chưa tới 9 lít, chỉ cỡ khoảng tầm 8 lít thôi. Mà xe chúng ta là có máy lạnh đầy đủ luôn, máy lạnh cực lái này kia. Thì em với bác tài mình cùng lên mình xem cái phần nội thất của xe nó như thế nào nha. Xin chào bác tài nha. Thì em đang ở trên nội thất của xe Zax H360. Thì con xe này nó cũng nội thất nó cũng như là con Zax L240 bên kia thôi. Thì con này nó sẽ có thêm một cái nữa là một cái phanh ở bên phụ nha, cho thầy mình đạp phanh ở bên dưới. Đây bác tài mình nhìn nha. Khi mà đạp cái phanh này thì cái phanh bên đây nó cũng sẽ đạp luôn nha bác tài. Hai cái này nó liên kết với nhau nha. Để thầy mình ngồi tới bên mình chạy mình lái.
Thì cái nội thất của con này thì nó thiết kế nó đơn giản lắm, nó không có gì phức tạp hết. Trợ lực lái, vô lăng nè, vô lăng ba chấu, trợ lực lái, phanh, rồi côn này kia đầy đủ. Đấy, hộp số là 5 tiếng một lôi. Đi thì trong xe, theo xe là có máy lạnh hai chiều, đây mình đang mở luôn nè, gió trong gió ngoài, tẩu thuốc, ngăn đựng nước đầy đủ nha, radio, hộp đựng đồ. Đấy, tiêu chuẩn của một con xe tải ha, thì che nắng, đèn, cửa sổ trời chúng ta lấy gió bên ngoài. Đấy, thì đấy, thì đây là toàn thể về cái nội thất của con xe ZH 360, xe tập lái, với cái mức giá xe mà cùng hiện tại là 374 triệu đồng thôi. Nếu mà bác tài mình mua mua luôn thì em có thể chiết khấu thêm với một cái mức giá hấp dẫn hơn. Thì bác tài trường lái hoặc là bác tài đang cần mở hoặc là cần mua thêm những cái dòng xe tập lái bằng C thì có thể liên hệ đến em qua số điện thoại 0901 260 064. Em vẫn sẽ tư vấn kỹ hơn về dòng xe này và bác tài với một cái mức giá ưu đãi hơn. Thì ok, thì clip của em đến đây là kết thúc rồi. Em vẫn xin kính chào và hẹn gặp lại với bác tài mình những video clip tiếp theo.